Hành trình Tương Lai và Hồng Nhung kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 3. Kính chúc quý vị tuần mới luôn bình an và mạnh khỏe qua mùa dịch. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi tin tức và phần nhân sinh cảm ngộ mỗi ngày. Ngay bây giờ như thường lệ là phần tin trong nước, mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Đồ Đông Mỹ cảnh báo Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn nhiều đảo ở Biển Đông. Sau 7 lần tăng phi mã, giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ. Hà Nội không kịp chờ cho phép, nhiều nhà xe bảo nhau tăng giá. Người dân mắc bệnh ngoài da, ao làng thành ao chết vì trại lợn gây ô nhiễm. Sạt lở tại công trình xây dựng khách sạn ở Sapa. Lý do người đàn ông tạt axit bắn vào 7 người, bé 3 tuổi qua đường cũng bị dính. Cua biển ở Cà Mau chết bất thường trên diện rộng. Và lớp cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh vây bắt dàn mô tô khủng chạy tốc độ cao vào đường cấm. Cập nhật số liệu ca nhiễm COVID-19 trên cả nước. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng tin AP, Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John C. Aquilino hôm Chủ nhật cho biết, Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 trong số nhiều hòn đảo ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp, trang bị cho chúng các hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, thiết bị gây nhiễu và laser cùng máy bay chiến đấu. Động thái ngày càng hung hăng, đe dọa tất cả các quốc gia gần đó. Các hành động thù địch trên hoàn toàn trái ngược với lời cam kết trước đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh sẽ không biến các đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp thành căn cứ quân sự. Ông Aquilino nói với hãng tin AP rằng, tôi nghĩ trong 20 năm qua, chúng ta đã chứng kiến Trung Quốc xây dựng quân đội lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Hiện nay, Trung Quốc được cho là có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới sau Mỹ và đang nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng của mình. Được biết, tướng Aquilino đã nói chuyện với hãng AP trên máy bay do thám của Hải quân Hoa Kỳ bay gần các tiền đồn do Trung Quốc chấn giữ ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, một trong những khu vực tranh chấp nóng nhất trên thế giới hiện nay. Chiều ngày 21 tháng 3, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 655 đồng một lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 632 đồng một lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 28.330 đồng một lít và xăng RON 95 là 29.192 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước có lần giảm đầu tiên sau đà tăng 7 lần liên tiếp. Trước đó, từ kỳ điều hành giá xăng dầu đầu năm ngày 11 tháng 1 đến kỳ điều hành ngày 11 tháng 3 đã có 6 kỳ điều hành tăng giá. Giá xăng dầu các loại tăng khoảng 4.625 đến 7.030 đồng một lít trên 1 kg tùy loại xăng dầu, tương đương tăng khoảng 24,9-39,6%. Không chỉ xăng, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh giảm tương đối mạnh. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel hiện còn 23.633 đồng một lít, dầu hỏa là 22.245 đồng một lít và dầu ma rút là 20.423 đồng một kg. Thời gian qua, giá xăng dầu tăng nóng tác động tiêu cực đến phục hồi kinh tế, đời sống của người dân và doanh nghiệp. Để kìm giá xăng dầu, chính phủ đề nghị giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này. Theo đó, giảm 2.000 đồng một lít xăng, 1.000 đồng một lít trên 1 kg với dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn, mỡ nhờn và 700 đồng một lít với dầu hỏa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Vào chiều ngày 23 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về đề nghị này. Nếu được thông qua, thì giá xăng từ ngày 1 tháng 4 sẽ được giảm 2.200 đồng một lít và giá dầu cũng sẽ được điều chỉnh 1.100 đồng một lít. Theo báo Giao thông đưa tin, sau khi giá xăng dầu trong nước liên tiếp tăng giá, không kịp chờ các cấp thẩm quyền điều chỉnh giá cước theo quy định, nhiều doanh nghiệp vận tải đã tự ý tăng giá cước lên từ 20 đến 50% so với trước đây. Theo đó, có mặt tại bến xe Mỹ Đình, phóng viên ghi nhận bên trong khu vực bán vé đồng loạt các bảng điện tử thay vì niêm yết công khai giá vé đi các tỉnh theo quy định lại đang bị tắt. Trong khi đó, hoạt động mua bán vé của hành khách và nhân viên nhà xe vẫn diễn ra bình thường. Theo một nhân viên nhà xe tuyến bến xe Mỹ Đình, Yên Bái, nguyên nhân do một số nhà xe trong bến đang điều chỉnh giá cước theo hướng tăng hơn nên tắt bảng thông tin niêm yết giá vé cũng là điều dễ hiểu để hành khách đỡ thắc mắc. Một số nhân viên nhà xe đi các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên có mặt tại khu vực xe khách xác nhận có tăng giá vé từ 20 đến 50% so với trước đây. Tại bến xe Giáp Bát, lái xe chạy tuyến Thanh Hóa tiết lộ, do xăng dầu tăng nên các nhà xe bảo nhau tăng giá. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một số doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại bến xe nước ngầm. Thời gian qua, người dân tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình không khỏi bức xúc trước việc một trang trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ao làng giờ đã thành ao chết, váng nổi đầy mặt nước, đóng thành từng tảng. Người dân khẳng định rằng đây chính là chất thải từ chăn nuôi lợn. Trang trại lợn đặt ở phía trên đỉnh đồi, nước thải cứ thế theo con suối tự nhiên chảy xuống ao.
con suối giờ cũng đã trở thành một con suối đen kịt, nổi váng và bốc mùi hôi thối. Phóng viên đã cùng người dân xuống ghi nhận tại điểm xả nước từ hai ao chảy vào hồ Đá Lải, xác nhận đúng là có một lượng nước nhỏ liên tục chảy vào khu vực hồ. Một số người dân sống quanh hồ cho biết, do tiếp xúc với nước hồ nên vài năm trở lại đây, họ đều bị mắc bệnh ngoài da. Ngược lên thượng nguồn con suối đen là một trại lợn rất rộng. Trại lợn chỉ cách hồ Đá Lải khoảng 400-500m, đang có 1.500 con lợn nái và lợn con. Địa phương cho biết sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể hoạt động của cơ sở chăn nuôi, yêu cầu khắc phục sớm nhất các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Theo truyền thông trong nước vừa đưa tin về việc nhà thầu đào móng thi công gây sạt lở lượng lớn đất đá và khiến 5 ngôi nhà bị ảnh hưởng trên đường Hoàng Liên, thị xã Sapa, Lào Cai. Anh Trần Trung Kiên, người dân địa phương cho hay, tình trạng sạt lở bắt đầu từ sáng ngày 20 tháng 3. Đơn vị thi công đào móng xây dựng sâu 15-20m tại khu vực ta luy âm đường Hoàng Liên. Tuy nhiên, họ chưa xây dựng kè chống sạt lở. Sau khi xảy ra vụ việc, một mạch nước ngầm được ghi nhận chảy qua khu vực. 4 hộ dân có nhà nằm trong phạm vi ảnh hưởng cần phải di rời để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, một căn nhà cao tầng hiện không có người ở đã bị sập một phần. Đường Hoàng Liên bị đất đá cuốn trôi khoảng 20m. Thông tin với báo Dinh, đại diện thị xã Sapa cho hay không có thiệt hại về người trong vụ việc. Địa phương đã tạm thời phong tỏa khu vực và đề nghị tạm dừng thi công dự án để làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả. Hôm qua ngày 21 tháng 3, Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh công bố nguyên nhân xảy ra vụ tạt axit khiến 7 người bị bỏng ở phường Hà Tu vào tối ngày 19 tháng 3. Theo đó, nguyên nhân được xác định là do hai gia đình ông Trương Đức Quang, 57 tuổi và bà Nguyễn Thị Tuyên, 58 tuổi có sự tranh chấp đất đai. Cụ thể là bức tường hàng rào ngăn giữa hai gia đình trước khi xây dựng đã không có sự đồng thuận của hai bên. Trước đó, ông Quang xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với gia đình Tuyên. Lúc này, ông Quang vào nhà lấy hai ca chất lỏng là axit tạt vào những người của gia đình bà Tuyên. Hai người đi đường cũng bị axit dính vào vùng mặt và cổ. 7 người bị axit bắn vào người, trong đó có ông Quy, 62 tuổi và bé M, 3 tuổi là người đi đường bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực, phải đưa đi cấp cứu tại Hà Nội. 5 người còn lại bị bỏng vùng đầu và tay, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Sau sự việc, ông Quang bị suy tim, chưa rõ nguyên nhân và không bị thương tích, đang hôn mê cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Tỉnh Cà Mau vừa ra văn bản yêu cầu các ngành chuyên môn rà soát, xác định nguyên nhân cua nuôi trên địa bàn bị chết bất thường. Theo đó, tại các huyện Đầm Rơi, Nam Căn và Ngọc Hiển xảy ra tình trạng cua nuôi kết hợp trong vuông tôm chết bất thường với mức độ thiệt hại từ 30-100%. Theo phản ánh của một số hộ nuôi, trước đó cua phát triển bình thường, nhưng khoảng một tháng gần đây thì xảy ra tình trạng cua chết không rõ nguyên nhân. Đặc biệt, nhiều con cua bị chết sau khi bắt lên khỏi mặt nước khoảng 20 phút. Trước đó vào năm 2021, cua biển ở các huyện trên cũng bị chết bất thường, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Theo một số nông dân ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, không chỉ diễn ra tình trạng con cua khỏe mạnh bị chết sau khi bắt lên, mà hiện tượng cua chết tấp vào mé bờ cũng xảy ra. Đặc biệt, những con cua còn sống chất lượng thịt cũng không bình thường. Sau khi lấy mẫu, ngành chức năng tỉnh xác định các mẫu cua chết tại các huyện do nhiễm ký sinh trùng giáp xác chân tơ Sarculina. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc vừa chặn bắt 13 mô tô phân khối lớn lưu thông tốc độ cao vào làn đường cấm trên quốc lộ 1. Cụ thể, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 20 tháng 3, phát hiện một nhóm người điều khiển mô tô phân khối lớn đi vào đường cấm hướng từ Đồng Nai về cầu Sài Gòn. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã bố trí 3 lớp lực lượng, mỗi vị trí cách nhau khoảng 300m trên quốc lộ 1 để đón lõng. Sau đó, lực lượng đã dừng được 13 mô tô phân khối lớn để kiểm tra, có xe động cơ dung tích lên tới 1.000cc. Những xe này được đưa về trụ sở để lập biên bản, phạt với các lỗi như đi vào đường cấm 500.000 đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, gắn biển số che khuất tầm nhìn 900.000 đồng đối với cá nhân, 1,8 triệu đồng đối với xe đứng tên tổ chức, chạy quá tốc độ tùy theo mức có thể bị phạt từ 300.000 đồng đến 5 triệu đồng. Những người vi phạm cho biết đang trên đường về lại thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến du lịch cuối tuần. Đáng nói đội quân mô tô này tụ tập chạy thành đoàn với tốc độ cao, nẹt bô gầm rú khiến người dân vô cùng bức xúc. Theo số liệu của Bộ Y tế, trong ngày 21 tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm 131.713 ca nhiễm mới và 69 ca không qua khỏi mới cụ thể như sau. Ngày 21 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 131.713 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 131.709 ca ghi nhận trong nước tại 63 tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội 17.916, Nghệ An 5.403, Phú Thọ 5.348, Bắc Ninh 4.295, Lào Cai 4.282, Bắc Giang 3.908, Tuyên Quang 3.896, Lạng Sơn 3.769, Yên Bái 3.755,
Vĩnh Phúc 3.686, Bắc Cạn 3.684, Hải Dương 3.620, Đắk Lắk 3.592, Thái Bình 3.016, Sơn La 2.988, Hưng Yên 2.908, Quảng Bình 2.853, Gia Lai 2.793, Hòa Bình 2.793, Thái Nguyên 2.783, Cà Mau 2.714, Quảng Ninh 2.638, Bình Dương 2.452, Cao Bằng 2.264, Bình Định 2.232, Điện Biên 1.983, Hà Nam 1.798, Lai Châu 1.777, Lâm Đồng 1.729, Hà Giang 1.714, Quảng Trị 1.542, Thành phố Hồ Chí Minh 1.487, Bến Tre 1.451, Ninh Bình 1.446, Vĩnh Long 1.438, Kon Tum 1.246, Bình Phước 1.206, Tây Ninh 1.194, Đắk Nông 1.175, Nam Định 1.112, Phú Yên 973, Hà Tĩnh 968, Thanh Hóa 867, Trà Vinh 812, Quảng Ngãi 811, Đà Nẵng 788, Hải Phòng 758, Bà Rịa Vũng Tàu 692, Khánh Hòa 616, Thừa Thiên Huế 610, Bình Thuận 450, Quảng Nam 353, Bạc Liêu 249, Cần Thơ 173, An Giang 170, Long An 134, Đồng Nai 77, Đồng Tháp 77, Kiên Giang 76, Ninh Thuận 74, Sóc Trăng 52, Hậu Giang 38 và Tiền Giang 5. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 8.089.761 ca nhiễm, trong đó có 4.282.668 ca đã hồi phục, đứng thứ 14 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày 21 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 69 ca không qua khỏi vì COVID-19 bao gồm Bạc Liêu, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Ngãi mỗi nơi 5 ca, Bình Dương 4 ca, An Giang, Hà Nội, Khánh Hòa, Phú Thọ và Trà Vinh mỗi nơi 3 ca, Bắc Giang, Cà Mau, Hòa Bình, Lâm Đồng, Phú Yên, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Lạng Sơn, Nam Định, Quảng Bình, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Thanh Hóa mỗi nơi 1 ca. Tổng số ca không qua khỏi do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.949 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, Việt Nam xếp thứ 24 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, Việt Nam xếp thứ 6 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc rơi máy bay chở 132 người. Evergrande lại ngừng giao dịch cổ phiếu trước ngày trả nợ tỷ đô. Nhóm phi hành gia Trung Quốc sẽ giảng bài từ trạm vũ trụ Thiên Cung tại Nhà Trắng vào năm 2024. Nghiên cứu số người gốc Phi tại Mỹ nhập viện do Omicron cao gấp gần 4 lần người da trắng. Sri Lanka hoãn kỳ thi của hàng triệu học sinh vì thiếu giấy. Cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng Reuters đưa tin, vào chiều ngày hôm qua, một chiếc máy bay Boeing 737 của hãng China Eastern chở 132 người đã gặp nạn ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Video được chia sẻ trên mạng xã hội được cho là hiện trường vụ việc, cho thấy vùng núi máy bay lao xuống bốc cháy dữ dội với những tiếng nổ liên tục. Được biết, chuyến bay mang số hiệu MU5735 khởi hành từ sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào lúc 13:15 và đang trên đường đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, dự kiến hạ cánh vào lúc 15:07. Dữ liệu của Flightradar24 cho thấy, vào khoảng 14:20, hơn một tiếng sau khi cất cánh, máy bay bất ngờ lao xuống khi đang ở độ cao gần 9.000m. Chỉ 2:15 sau, dữ liệu cho thấy nó đã giảm xuống còn hơn 2.700m. Trong 20 giây tiếp theo, độ cao cuối cùng được ghi nhận là gần 1.000m. Tới 14:21, máy bay mất liên lạc với hệ thống giám sát tại vị trí phía tây nam thành phố Ngô Châu. Đến 15 giờ, lực lượng cứu hỏa thành phố Ngô Châu đã triển khai một đội cứu hộ đến hiện trường. Nhưng nơi xảy ra vụ việc quá xa, lại ở trên núi nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận và nhân viên cứu hộ phải đi bộ vào. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Theo đó, trang web của hãng hàng không China Eastern cũng đã để màu đen trắng để tưởng niệm các nạn nhân. Dù vậy, tới lúc này vẫn chưa rõ số phận của hơn 130 người trên chuyến bay này. Mới đây, tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc và các công ty con của tập đoàn này đã tiếp tục dừng giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hồng Kông ngày 21 tháng 3. Theo đó, đây là lần thứ hai Evergrande đình chỉ giao dịch cổ phiếu. Cụ thể, trong thông báo gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông Trung Quốc, Evergrande không nêu lý do của việc đình chỉ giao dịch mà chỉ thông báo việc này sẽ kéo dài đến hết ngày hôm qua 21 tháng 3. Động thái này diễn ra ngay trước thời điểm tập đoàn này phải trả khoản nợ gần 2 tỷ đô la Mỹ vào ngày 23 tháng 3 và hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ trong tháng sau. Trước đó, Evergrande đã họp với các trái chủ nắm giữ số trái phiếu trị giá gần 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 629 triệu đô la Mỹ để thuyết phục nhóm này cho phép công ty trì hoãn việc thanh toán lãi trái phiếu phát sinh từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 vào tháng 9 năm 2023.
Trong khi đó, người đứng đầu Evergrande, ông Hứa Gia Ấn đã cố gắng cứu tập đoàn bằng việc bán một số tài sản cá nhân. Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, tình hình tập đoàn này vẫn đang khủng hoảng. Song Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF từng cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính của Evergrande có thể gây ảnh hưởng rộng đến nền kinh tế Trung Quốc và thị trường toàn cầu. Nhật báo China Daily dẫn thông báo từ cơ quan hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA cho biết, đội phi hành gia Trung Quốc đang làm nhiệm vụ trên tàu vũ trụ Thần Châu 13 sẽ có bài giảng cho học sinh vào chiều ngày 23 tháng 3 tới và buổi học sẽ được tập đoàn truyền thông Trung Quốc phát sóng trực tuyến toàn cầu. Các phi hành gia sẽ tiến hành 4 thí nghiệm để chứng minh các hiện tượng vật lý trong môi trường không trọng lực, bao gồm sự kết tinh của chất lỏng và sức căng bề mặt nước. Họ cũng sẽ cho các em học sinh cơ hội ngắm nhìn máy móc bên trong trạm vũ trụ Thiên Cung. Được biết đây không phải là lần đầu tiên nhóm phi hành gia giảng bài từ trên không gian. Trước đó vào tháng 12 năm 2021, 3 phi hành gia nước này cũng đã cho các em học sinh thấy họ sống và làm việc tại trạm vũ trụ như thế nào. Đây là một dự án hợp tác giữa cơ quan không gian Trung Quốc cùng Bộ Giáo dục và một số bộ ngành khác trong chính phủ. Truyền thông quốc tế đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đã hứa sẽ trở lại Nhà Trắng vào năm 2024 trước người ủng hộ ở Fort Lauderdale, Florida, điểm dừng chân mới nhất trong chuyến vận động nước Mỹ tự do của ông. Nói với đám đông, ông cho biết, với sự ủng hộ của tất cả mọi người tại đây, chúng tôi sẽ lấy lại Hạ viện, Thượng viện và đất nước của mình, và quan trọng nhất là vào năm 2024, chúng tôi sẽ lấy lại Nhà Trắng xinh đẹp của mình. Nhà cựu lãnh đạo nói thêm, bạn đã có một Tổng thống luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, tôi sẽ trở lại và chúng tôi sẽ tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng ông vẫn không chấp nhận kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Những tháng gần đây, ông Trump đã nhiều lần ám chỉ về việc tái tranh cử Tổng thống lần thứ 3 vào năm 2024. Ông xoáy vào chỉ trích chính quyền đương nhiệm về cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan hay giá năng lượng và nhiên liệu tăng cao do lệnh trừng phạt Nga liên quan đến chiến sự Ukraine. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người trưởng thành gốc Phi tại nước này nhập viện do đại dịch COVID-19 cao gần gấp 4 lần so với người da trắng trong thời kỳ đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hồi mùa đông vừa qua. Theo nghiên cứu, trong khoảng thời gian bắt đầu vào ngày 19 tháng 12 năm 2021, khi Omicron trở thành biến thể phổ biến của đại dịch cho đến ngày 31 tháng 1 năm nay, người Mỹ trưởng thành gốc Phi nhập viện với tỷ lệ 94,7 trên 100.000 người so với 24,8 trên 100.000 người đối với người da trắng. Theo CDC, tỷ lệ nhập viện của người gốc Phi là tỷ lệ cao nhất trong số bất kỳ nhóm chủng tộc và sắc tộc nào trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Ngoài tỷ lệ nhập viện, người Mỹ gốc Phi cũng có tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID-19 cao thứ hai sau người Mỹ bản địa. Tờ Hindustan Times đưa tin, giới chức Sri Lanka đã hoãn vô thời hạn kỳ thi học kỳ của khoảng 3 triệu học sinh trên tỉnh miền Tây do nước này đang cạn kiệt giấy viết và mực. Cụ thể, theo kênh Al Jazeera, kỳ thi bị hoãn tại tỉnh miền Tây ở Sri Lanka được lên kế hoạch tổ chức từ ngày 21 tháng 3 và kéo dài một tuần. Việc hoãn thi này được cho là có thể gây ảnh hưởng đến 2/3 trong tổng số 4,5 triệu học sinh tại Sri Lanka. Sở Giáo dục tỉnh miền Tây cũng thông báo không thể tổ chức kỳ thi do thiếu ngoại tệ để nhập khẩu giấy mực. Được biết, Sri Lanka đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập vào năm 1948. Tình trạng thiếu hụt ngoại tệ đã khiến Sri Lanka gặp khó khăn trong nhập khẩu, dẫn đến bị khan hiếm nhiều mặt hàng nhập khẩu thiết yếu như lương thực, nhiên liệu và dược phẩm. Về tình hình dịch bệnh, tính đến ngày 21 tháng 3, thế giới ghi nhận thêm hơn 1,1 triệu ca mắc mới và thêm hơn 2,9 nghìn ca không qua khỏi mới. Chỉ riêng trong tuần qua, có tổng cộng hơn 11,8 triệu ca bệnh mới ghi nhận trên toàn cầu, tăng 5% so với một tuần trước. Trong khi số ca tử vong vì COVID-19 giảm 18%. Trong đó, Hàn Quốc và Đức là hai nước ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất thế giới trong tuần qua, lần lượt với 2.832.661 ca, tăng 42%, và 1.565.547 ca, tăng 20%. Tổng số ca mắc tại hai quốc gia này chiếm tới 37,2% số ca mắc toàn cầu trong tuần. Đại dịch cũng tiếp tục diễn biến phức tạp ở các khu vực khác của châu Á, châu Âu và châu Đại Dương, khi các châu lục này lần lượt báo cáo mức tăng 9%, 4% và 15%. Về số ca bệnh mới trong tuần. Trên khắp châu Âu, các hạn chế phòng dịch COVID-19 đã dần được dỡ bỏ, bất chấp nhiều quốc gia đang chứng kiến số ca nhiễm tăng kỷ lục. Tiếp theo đây là số liệu tổng hợp theo nguồn Worldometer tính đến ngày 21 tháng 3. Tổng số ca mắc trên toàn thế giới đang là 470.789.069 ca. Tổng số ca không qua khỏi đang là 6.100.571 ca. Và tổng số ca hồi phục đang là 407.054.908 ca. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và tiếp theo đây, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng thư giãn với phần Nhân Sinh Cảm Ngộ quý vị nhé!
đoàn tàu lanh tanh lướt qua vùng ngoại ô thành phố Tokyo trong một chiều cuối xuân êm ả. Toa xe mà Kai ngồi hầu như trống rỗng, chỉ có vài cụ ông cụ bà, mấy bà nội trợ cùng với những chiếc làn đầy đồ ăn từ chợ về và lũ trẻ con chụm đầu vào nhau cười rúc xích ở hàng ghế cuối. Kai lúc ấy bâng quơ nhìn những ngôi nhà với những hàng đậu xanh tươi lướt qua hai bên đường. Con tàu lắc lư dừng lại ở một ga nhỏ bên đường thì cánh cửa bật mở. Một người đàn ông đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ bước lên. Anh ta mặc bộ đồ cáu bẩn, mùi rượu bốc ra nồng nặc khiến mọi người trên tàu đều bất giác nhăn mặt. Anh ta lảo đảo bước đi và ngã nhào vào người phụ nữ đang ấm con, khiến chị bị ngã dúi vào hai ông bà cụ đang ngồi đối diện. May mà đứa bé không hề gì. Ông bà cụ vội đỡ chị dậy, rồi cả ba vội di chuyển về phía cuối toa. Gã đàn ông định đưa tay chặn họ lại, nhưng cũng may họ đã đi khỏi. Việc này khiến người đàn ông điên tiết lầu bầu chửi rủa, đôi bàn tay to bè chụp lấy chiếc cột kim loại ở giữa toa như muốn giật nó ra. Hành khách trong toa đều hết sức bất bình và lo ngại trước nhân vật vừa mới xuất hiện. Kai lúc đó đang độ tuổi trẻ trung, cộng với 3 năm tập luyện võ Aikido nên sức khỏe rất tốt và dẻo dai. Nhưng ngoài sàn tập ra, Kai vẫn chưa thử sức trong bất kỳ cuộc ẩu đả nào. Là một môn đồ của võ thuật, nhân vật của chúng ta, Kai được thầy giáo dục rất nghiêm khắc về sự kiềm chế bản thân để không bao giờ dẫn đến gây gổ hay đánh nhau. Bởi vì Aikido là nghệ thuật của sự dung hòa. Ai cố ý đi học võ để đánh nhau là đã làm mất đi sự dung hòa của mình với vũ trụ. Nếu muốn áp đảo kẻ khác, chính là đang thất bại với việc tự làm chủ cảm xúc của chính mình. Chúng ta cần phải học cách giải quyết những mâu thuẫn, chứ không phải để tạo ra xung đột, hận thù. Kai luôn nghe lời thầy và cố gắng giữ mình để không bao giờ phải dùng đến sức mạnh của võ thuật. Đã bao lần, anh ấy phải cố gắng lắm mới sẵn lòng được trước những câu châm chọc, khiêu khích của những người thô lỗ đầy rẫy quanh các ga tàu. Một khi họ chọc đến Kai thì anh ấy còn nhẫn nhịn được, nhưng lần này lại khác, là những phụ nữ, người già và trẻ em đang gặp nguy hiểm. Nếu anh ấy không hành động kịp thời thì sẽ có người bị thương. Thấy Kai lừ lừ tiến lại, gã say rượu biết mình có dịp được hạ giận, hắn lập tức gào lên. À, mày muốn gây sự với tao phải không? Kai nắm lấy dãy nắm tay ở phía trên đầu gã và nhìn gã đầy sự bất bình. Được lắm, tao sẽ cho mày một bài học. Người đàn ông say rượu gầm lên rồi hùng hổ tiến về phía Kai. Khi hắn sắp lao tới thì bỗng có tiếng gọi. Này anh bạn! Anh vẫn nhớ sự khỏe khoắn, vui tươi trong tiếng gọi ấy, cứ như tiếng reo vui khi tình cờ gặp lại một người bạn thân thiết đã thất lạc mấy năm rồi. Gã say rượu khựng lại, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng gọi ấy. Đó là một ông lão vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất quắc thước, dáng điệu điềm tĩnh, khoan thai, thoải mái trong bộ trang phục kimono truyền thống. Ông không quan tâm đến Kai nhưng lại nháy mắt rất vui vẻ với gã say rượu kia. Cứ như thể hai người đã từng là bạn bè vô cùng thân thiết ấy. Lại đây! Giọng ông lão đanh gọn nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Lại đây nói chuyện với tôi này! Ông khẽ vẫy tay. Người đàn ông say rượu quay sang hướng ông cụ rồi chậm chậm đi về phía ấy. Cứ như thể hắn đang bị một sợi dây vô hình điều khiển vậy. Hắn dừng chân trước mặt cụ rồi bỗng gầm lên. Việc gì tôi phải nói chuyện với ông chứ? Gã đang đứng quay lưng lại tôi, nhưng chỉ cần thấy khuỷu tay của gã động đậy là Kai sẽ hành động. Ông cụ vẫn rất tươi tỉnh, nháy mắt với gã rồi hỏi. Anh đã uống thứ gì vậy? Ông hỏi, vui vẻ, rất quan tâm. Tôi đã uống rượu sake đấy, chuyện đó thì có gì liên quan đến ông hả? Gã say rượu thổ lộ đáp. Ồ, thật thế à? Ông cụ như reo lên. Anh biết không, tôi cũng thích uống rượu sake lắm. Chiều nào tôi và bà nhà tôi cũng hâm nóng một ít rượu sake rồi cùng ngồi trên băng ghế trong vườn nhà mà nhâm nhi. Chúng tôi ngắm mặt trời lặn và nhìn xem những bông hồng của chúng tôi đang lớn đến đâu. Chính tay tôi đã trồng được một hàng cây hồng rất đẹp. Mùa đông vừa rồi tôi rất lo và không biết chúng có qua được những cơn bão tuyết hay không. Nhưng không ngờ hàng cây ấy đã cho kết quả nhiều hơn chúng tôi mong đợi. Chúng thật là tuyệt, cây nào cũng ra rất nhiều nụ và hoa.
trong khi đất vườn nhà tôi thật nghèo dinh dưỡng hết sức. Thật là thú vị khi được ngắm những bông hồng và nhâm nhi rượu sake ngay cả khi trời mưa. Ông cụ vừa say sưa kể chuyện, vừa ngước nhìn gã say rượu với ánh mắt long lanh. Gương mặt gã say bỗng dịu dần, nắm tay từ từ buông lỏng và cất giọng ngập ngừng. Vâng, tôi cũng thích trồng hoa hồng, nhưng tôi chưa trồng bao giờ. Vậy nếu hôm nào anh thích thì ghé qua nhà tôi, chúng ta cùng uống rượu sake ngắm hoa, anh sẽ thấy nó đẹp và mùi hương hấp dẫn như thế nào. Cơn hung dữ của gã say dường như mất hẳn, thay vào đó là thái độ lúng túng của một đứa trẻ lớn xác. Tôi chắc rằng anh cũng có một người vợ tuyệt vời phải không? Ông lão nhẹ nhàng nói tiếp. Không, đừng nhắc đến chuyện đó, vợ tôi mất rồi. Rồi thật bất ngờ, hắn ôm mặt, khóc rưng rức như một đứa trẻ tội nghiệp. Không còn vợ, không còn nhà, mà cũng chẳng có việc làm. Hắn chợt gào to trong cơn nức nở. Đôi vai hắn rung lên dữ dội dưới sự lắc lư của con tàu. Chẳng còn gì cả, mất hết rồi. Trời ơi! Những tiếng nức nghẹn ngào cứ vang lên khiến Kai cảm thấy vô cùng bối rối. Trước mắt của Kai không còn một gã say rượu đáng ghét mà là một người đàn ông đáng thương đang cần được giúp đỡ. Con tàu chầm chậm vào ga, Kai tiến về phía họ. Khi đến gần, Kai nghe giọng nói ân cần của ông cụ. Ồ, thật thế à? Hãy ngồi xuống đây và kể cho tôi nghe nào. Người đàn ông ngồi xuống, ôm choàng lấy ông cụ, bờ vai rung lên từng hồi. Ông cụ thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc bện cứng vì cáu bẩn của anh ta như một người cha đối với một đứa con trai tội nghiệp, khốn khổ của mình. Con tàu lại lắc lư lăn bánh trên đường. Kai ngồi lại trên một băng ghế nơi sân ga lặng vắng, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ trước câu chuyện vừa diễn ra. Những gì anh ấy ngỡ rằng chỉ có thể được giải quyết bằng bạo lực thì đã được thay bằng tình yêu thương, sự cảm thông một cách vô cùng hoàn hảo. Anh ấy ngỡ ngàng nhận ra, luôn có nhiều phương thức khác nhau để giải quyết cùng một vấn đề. Căn bản nhất là ta phải có một trái tim tràn đầy nhân hậu và vị tha thì mới có thể lựa chọn được cách giải quyết tốt đẹp và hoàn hảo nhất. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé! Thưa quý vị, chỉ có tu tâm dưỡng tính thì mới có thể thay đổi được nghịch cảnh, thay đổi bản thân mình trước rồi mới có một cách nhìn lạc quan hơn để đối diện với cuộc sống đầy biến động này. Vậy thay đổi bản thân mình như thế nào đây? Có tiêu chuẩn gì để đo lường được tâm tính, biết phân biệt đúng sai và thiện ác? Hàng trăm triệu người đã tìm thấy câu trả lời qua việc thực hành theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Đây là những giá trị phổ quát tốt đẹp của môn tu luyện khí công của Phật gia đang được hồng truyền khắp thế giới. Không phải ngẫu nhiên, môn tu luyện tự thân này được hàng trăm triệu người trên thế giới thực hành mỗi ngày. Qua việc đọc sách và tự luyện 5 bài công pháp hoàn toàn miễn phí, người tập đã được cải biến về sức khỏe, tâm tính, cũng thay đổi chân thành, thiện lương và nhẫn nại hơn trong mọi việc. Cho dù vẫn còn có nhiều hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn phía trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé. Biết đâu, đây sẽ là một giải pháp giúp quý vị bình an, khỏe mạnh qua đại dịch lần này và hạnh phúc mãi về sau. Đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông báo để nhận thông báo mới khi có video. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.